Sầm Chợ được mang tên Đón Dâu Về Làng. Thưa quý vị, hát sầm là một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian vô cùng đặc sắc. Từ một điệu hát của người phiếm thính nơi góc chợ, hát sầm đã bước ra khỏi không gian văn hóa của làng quê để trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian giành được sự yêu mến của đông đảo quý khán giả. Và mỗi bài hát sầm là một câu chuyện đời được kể một cách dí dỏm, hóm hình và khéo léo. Và để tiếp tục cảm nhận được cái hay và cái độc đáo của hát sầm, xin mời quý vị cùng thưởng thức một làn điệu sầm được mang tên Hát Sầm Xoan Còn Duyên Chớ Có Làm Cao. Một lần nữa xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.